khá nhiều người thắc mắc tập thiền có khó không. Lại có người chưa từng tập thiền nói rằng thiền rất khó, không có thời gian tập thiền. Nếu mỗi ngày ta không thể dành 10 phút cho bản thân mình thì khá là ngược đãi với tâm trí của chính mình. Chúng ta lao nhọc cả một đời vì điều gì? Chúng ta làm việc đầu tắt mặt tối vì điều gì? Ngay từ bây giờ hãy tập hành thiền, sẽ có lúc các bạn tìm cho mình sự an nhiên. Chỉ cần mỗi ngày vài phút ngay tại nơi làm việc, trên chiếc ghế, đeo tai nghe vào, mở nhạc thiền, mắt nhắm lại vẫn có thể hành thiền. Bất kỳ nơi nào các vị cũng có thể ngồi thiền được, nhưng nên chọn nơi không quá ồn và ánh sáng nhẹ. Đặc biệt là không nên có mùi khó chịu. Mặc quần áo thoải mái, nhất là quần không nên có dây nịt, vì ngồi lâu sẽ khó chịu ở bụng. Có thể mở nhạc thiền êm dịu, nhạc tiếng nước chảy hoặc không có nhạc, tùy ý thích mỗi người. Sau khi định thân, tiếp theo là nhắm mắt lại, thở theo hơi thở tự nhiên. Không cố gắng thở nhanh, không cố gắng thở chậm. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra. Từ từ nghĩ về một khung cảnh yên bình nào đó. Ví dụ ở bãi biển, ở một ngôi chùa, ở một khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Và cứ như thế, cảm nhận từng hơi thở của mình. Nếu có bất kỳ sự kiện nào phát sinh trong đầu, hãy quay về khung cảnh và cảm nhận hơi thở. Chúng ta có mỗi tâm trí là quan trọng nhất. Tâm không an tịnh, làm sao có thể làm việc tốt? Làm sao có thể có cái nhìn thấu đáo? Có cái nhìn thấu đáo để thông cảm với tất cả những người xung quanh. Tâm khởi ý đẹp, hành động và lời nói sẽ theo sau. Hành động lời nói dễ mến là cái nhân, những người xung quanh dễ chịu là cái quả. Không chỉ mỗi cuối buổi thiền mới nghĩ đến những điều tốt đẹp, ngay cả sáng sớm thức dậy cũng nên nghĩ về những điều tốt đẹp. Trước khi đi ngủ cũng nghĩ về điều tốt đẹp. Thậm chí nghe một lời khó nghe từ người khác vẫn có thể thông cảm và nghĩ điều thiện lành. Nghĩ được như thế, tâm ta rất nhẹ. Vì cái gì nhẹ là bay lên, nặng thì chìm xuống. Ví như đất nặng trời nhẹ. Những ai suy nghĩ tiêu cực sẽ vô tình nuôi hạt giống phẫn nộ. Hành động và lời nói vô tình gây khó gần, vô tình gây khó chịu với những người xung quanh. Vì thế con người không nên có tâm tính tiêu cực. Nghe đến đây hẳn các vị nhận biết chút ít thiện ý Khải Toàn gửi tới. Tập ngồi thiền giúp tâm ta an tịnh là cách để tu tâm. Từ đây khởi đầu cho những điều tốt đẹp. Tâm an, tâm đẹp thì lời nói và hành động theo sau sẽ đẹp.